Ok, chào mừng anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem một cái video thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình. Thì sau 7-7-49 giờ mình farm để kiếm một cái nguyên liệu để làm nhiệm vụ 380, thì kỳ rồi mình mới up một cái clip đóng hỏi luôn là hướng dẫn cho các anh em từ bãi quái để các anh em kiếm ra nguyên liệu thì nó sẽ như gì đây. Cái túi đồ của mình có một cái là trái tim dơi quỷ nè, kèm theo đó là một cái cộng lông phượng hoàng và một cái sừng quỷ dương. Thì cái cộng lông và cái sừng thì mình đã chỉ chính xác, còn cái trái tim dơi quỷ làm sao mà đã kiếm nhanh nhất có thể và dễ nhất có thể thì mình sẽ lên trên đây mình demo lại và cái cách của mình đã trải nghiệm ra, đã tìm tòi được khi mà farm nhanh nhất có thể một cái quả tim thì các anh em làm sao và ở cái vị trí nào để farm được. Thì các anh em mo lên cái map là ta căn hai cho mình, ở trên map là Aya và ở trên map là Ikawood thì nó chỉ có mặc định là một chỗ thôi, còn trên đây nó sẽ ra random và random cái chỗ nào thì mình sẽ tư vấn chia sẻ lại những cái gì mà mình đã farm được, là hết một cái buổi sáng và hết cái buổi chiều này. Hết một cái buổi sáng nó không cho chúng ta kết quả quá cao và chỉ có buổi chiều này thôi, đánh dọn dẹn ba con anh em à. Thì mình đã đi tới đi lui quanh quẩn cái nhà của cái anh là dơi quỷ này, một cái con dơi lửa và một cái con dơi hút máu. Nó sẽ hai con khác nhau rất là rõ ràng ở đây, các anh em nhấp vào trong đây nó sẽ để là cái con dơi hút máu. Con dơi hút máu nó chỉ ở một cái bãi đầu và nó chạy random tất cả các ở trong một cái chuồng này luôn, và những cái con này không có cái trái tim. Thì mình đã đi gạ đi hỏi từ con dơi à, cái anh nào là anh trái tim của anh dơi lửa đâu, đây cái con này nó vừa bị hạ đây. Thì mình đi ngang tình cờ mình hỏi được ảnh đây, mình hỏi ảnh có phải là cái anh dơi lửa không, mà nó tôi là dơi lửa nè, có cần gì không. Thì mình đã hỏi một câu rất là nhỏ nhẹ, cho em xin cái trái tim được không, thì anh đã móc cái trái tim ra, anh tặng mình luôn, thì mình đã có cái trái tim. Và đặc biệt các anh em đứng ngay cái vị trí này cho mình, một cái tọa độ là 159,226, chỉ cần đứng đây farm đúng cho mình. Nếu mà đen lắm đen thì cũng tầm 5 con, còn không coi là từ 1 tới 3 con các anh em đã lụm được. Mình đã lụm được trong vòng chỉ dọn dẹn chưa đầy 15 phút. Thì các anh em đứng ngay cái địa điểm như vậy cho mình, đừng có chạy đi đâu hết, cái bãi đầu là bãi không đúng nha anh em. Tại vì ở cái bảng BC nó sẽ khác cái bảng mobile. Mình cứ tưởng là nó ở một cái bảng chuẩn của cái BC nhưng mà không phải nè mà. Đồ họa chuẩn, kỹ năng chuẩn, skill chuẩn. Nhưng mà cái nhiệm vụ nó hơi chịch một chút xíu, là các em phải lại ngay cái con này và kiếm ngay cho mình là cái con dơi lửa nha anh em, chứ không phải là dơi hút máu. Thì các em ở đây phần trăm lớn là con dơi lửa nó sẽ xuất hiện ngay gan cái chỗ này luôn. Anh em chỉ cần ở đây bật cái skill tự động lên. Thì mình đã có hướng dẫn cho các anh em để nhặt được những cái đó. Thì các anh em không cần phải canh máy, các anh em nhấp vô cho mình là trái tim nè, một cái sừng và một cái lông. Thì khi mà nó gớt ra ba cái nguyên liệu gì nó tự động nhặt cho mình. Mình có thể là chạy đi uống cà phê, đi chém gió, đi la cà, đi chỗ nào cũng được. Một hồi quay lại là nó ba nhiệm vụ nó nằm trong gương. Thì đây nó để là trái tim dơi lửa nè, kiếm ngay con dơi lửa nha. Ở đây là lông phượng hoàng thì rất là nhanh. Thì khi mà mình đã up một cái clip, mình chỉnh clip thì quánh đâu đó tầm khoảng 5 con 6 con nó đã ra. Và cái sừng cũng vậy, cái sừng mình quánh là 4 con quỷ dương là nó đã ra rất là nhanh, chỉ có trái tim dơi lửa thôi, rất là bắt cặp luôn. Mình cứ tưởng là cái bản PC bãi quái đầu nó sẽ cho ra, nó không phân biệt là boss thường hay là những con quái canh đúc. Ở bản PC các anh em chỉ cần farm đúng ngay cái con dơi đó nó sẽ gớt, và cái này không có, nó ở nằm trong mặc định là ở trong cái con dơi lửa, nó có tên khác biệt với người ta. Thay thế gì nó là một cái con boss thường và nó sẽ hao hao như là một cái con boss lớn luôn, chứ không phải là boss thường nữa nha anh em. Quánh nó cũng dễ chứ không có khó. Đây nó là một cái con như vậy đây, các anh em thấy không, dơi lửa, cái tên của nó là dơi lửa, rất là rõ ràng và rõ nét luôn. Và ngay thời điểm hiện tại nếu mà các anh em có một cái core đe của phanh cứng thì các anh em có thể là vào trong đây để mà mình áp dụng được những cái đó. Và khi các anh em chơi trải nghiệm một cái con game này, các anh em chơi ở một cái bản mobile, các anh em không thể nào mà để lòng 2-3 ạt để treo, vì cái bản mobile nó rất là giới hạn. Nếu mà các anh em có thể chia cái màn hình ra thì các em cũng chỉ on được 2 ạt thôi. Và mình có một cái ứng dụng đó là UGFone giúp cho anh em có thể là treo nhiều ạt nhất có thể. Các em có thể là tải một cái app UGFone, chừng nữa mình sẽ để một cái logo và một cái đường link để cho các em vào trong đó là tải app của đăng ký để mà mình sử dụng được nhiều ạt.
Trên đó là chừng nữa mình sẽ có demo một cái clip ngắn, ở đây là mình quảng cáo cho các anh em biết thôi. Các anh em tải một cái ứng dụng Google Form thì chừng nữa mình sẽ để trong cái phần comment và trong phần mô tả của mình. Mô tả thì các anh em bấm vào là sẽ có một cái đường link Google Form, các anh em có thể là chơi rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Và ở trong một cái nhóm của mình có một cái cộng tác viên, anh DK này anh rất là chiến anh à, mình đang quảng cáo giới thiệu và review luôn là anh vô anh BK luôn, không cần phải nói gì nhiều. Thì ở trong một cái nhóm của mình có một cái cộng tác viên, người ấy đã cung cấp gen nè, cung cấp code và cung cấp cái tbon để cho anh em. Thì chừng đó mình cũng có đợi cái cộng tác viên đó để cho các anh em có thể là sắm sửa nâng cấp để con trang trí ạt đồ các kiểu. Các anh em muốn gớt lúa thì các anh em có thể là bỏ vào, còn nếu mà không muốn cài chay á thì các anh em có thể là cài hai đường rất là rõ rệt. Các anh em muốn nhẹ thì các anh em nạp, còn các anh em muốn mà cho cực, muốn trải nghiệm á thì các anh em có thể là cài chay giống mình nha. Và hiện tại mình sẽ lên trên map Creeper, mình giao nhiệm vụ và làm nốt cái nhiệm vụ 400, rất là nôn nóng anh em ạ. Tiếp theo là các em lên trên map là Creeper cho mình nha. Và các em nhớ nha, muốn treo cho nhiều ạ thì các em phải dùng một cái app, đó là cái app là Urafone nha. Chừng nữa mình sẽ có đợi cái app đó luôn, các em có thể là vào trong đó để tải và trải nghiệm mày mò, có clip hướng dẫn luôn nha anh em. Thì ở đây mình đã có đầy đủ nguyên liệu là trái tim, sừng và lông, thì chúng ta giao nhiệm vụ thôi. Kết thúc cuộc trò chuyện. Các cuộc trò chuyện này nó rất là dài, trò chuyện từ sáng sớm 5 giờ sáng mà tới tận là giờ này 8 giờ 20 rồi là mới dứt cái câu chuyện này. Ông mục sư này ông quá nhiều chuyện anh em à. Và tiếp theo mình sẽ vào trong đây nhận nốt luôn cái nhiệm vụ. Ở đây là cho chúng ta farm là thủ lĩnh nè, Ba La Am 20 con, Quỷ Hắc Ám 20 con thủ lĩnh là Rogam cũng là 20 con. Nhận nhiệm vụ xong các anh em mo lên trên map là Ba Gắt giúp mình nha. Mo lên trên đây chúng ta đi vào trong đây để đi làm nhiệm vụ. Mỗi một loại là 20 con. Anh em vào trong đây để làm nhiệm vụ cho nó tốt nhất có thể. Hiện tại thì anh em đang tranh giành trên đây để làm nhiệm vụ đây. Nếu mà có được người bảo kê thì anh em làm rất là dễ, còn không có bảo kê á thì nó hơi nhập nhằng chút xíu. Nhưng mà không sao. Nếu mà ở đây farm không được thì các em chuyển qua cái server non cho mình. Hiện tại bên server BK này á là nó sẽ vắng hơn chút xíu. Mình sẽ đứng đây mình tá túc một chút xíu ở đây xem là có thể lên được không. Ở đây là một cái gui rất là lớn, FC nghiêm với một cái gui là Nevare gì nè anh em à. Tự giờ mới có một cái bãi để làm nhiệm vụ đó. Thì ở đây làm nhiệm vụ cho nó rất là nhanh. Hiện tại thì mình sẽ farm 3 con quái ở một bãi thôi. Thì các em lên trên map Curry, các em giao nhiệm vụ xong rồi các em nhận nhiệm vụ, rồi lên trên map là Ba Gác, đi vào trong cái góc là 12292 thì vào trong đây nó sẽ hội tụ là 3 con luôn. 20 20 nè, 19 20 20. À, sắp sửa là full hết rồi anh em à, quá ok nè. Vào trong đây một là mình sẽ làm lên hết luôn, chỉ cần một bãi quái thôi là anh em có thể là vào trong đây farm một cái nhiệm vụ rất là nhanh. Thì tự giờ mình ở lanh quanh ở một cái súp 6 và súp 5 mình BK đỏ người hết anh em à. Thì anh em thấy là những cái cảnh BK của mình tự giờ chấp bãi không, nếu lên trên đây các anh em không BK là các anh em không có cái bãi mà để farm đâu. Tiếp theo là mình sẽ về map Curry, mình giao nhiệm vụ và kết thúc cái nhiệm vụ 380 và nhiệm vụ 400 để mà mình chuyển sinh sang cài master. Bấm vào đây, ở đây là nó đẩy nè, thủ lĩnh nè, Ba La Am nè, Hắc Ám nè và Sogam, tôi đồng ý nè. Ở đây là một cái là tử tế Hắc Ám, làm một cái con boss ở nhiệm vụ cuối cùng. Con boss nhiệm vụ cuối cùng này á, thì nó sẽ cực kỳ trâu nên mình làm nó sẽ có một phần nào đó là khó khăn nha. Và tiếp theo là sẽ làm một nốt cái nhiệm vụ này nữa, nó xong luôn anh em ạ. À.
Cũng như thường lệ thì các anh em muốn vô con thủ lĩnh sô-cô-la thì các anh em đi xuống cuối map của Barack vào trong một cái hang rộng. Vào trong đây nếu mà không có cạnh tranh đó thì được, còn nếu mà có cạnh tranh rồi đó thì nó cũng rất là khó để cho các anh em đi farm. Đây, người gác cổng thì các anh em phải đến gần rồi các anh em xin vào nha, nhấp vào cái đầu đầu rồng và các anh em xin vô làm kiếm một cái thủ lĩnh nha. Thủ lĩnh đó thì nó sẽ đi vòng vòng đâu đây thôi, đây 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 có một con thủ lĩnh nè. Như vậy là mình đã phụ đam tiếp công kia, ông kia đã ăn được con thủ lĩnh rồi. Bây giờ thì tới lượt mình phải chờ ra, chờ một con thủ lĩnh khác ra. Tại vì ở một cái phần này khi mà anh em đi đam boss là người nào đam boss vô trước là người đó sẽ nhận được. Thì những anh em ở trong vui mình người ta đã test nha, chứ không phải những cái phiên bản khác mà người ta ăn đam cuối nha, ăn đam đầu nha. Người nào đầu tiên mà đụng vào cái con boss là người đó sẽ win. Này chọn hai ba con dữ vậy, vậy làm sao mà farm nổi. Ok, và như vậy là chúng ta đã làm được một cái nhiệm vụ này nè, một cái nhiệm vụ cuối cực kỳ là khó khăn. Ở đây hệ thống nè, mình đã diệt được một cái thủ lĩnh một một ra, từ giờ cũng rất là lâu rồi mới diệt được anh em ạ. Vì trong đây cái con này nó sẽ đóng băng của chúng ta, một con thủ lĩnh là tư tế hắc ám nè, rất là khó để di chuyển. Nếu mà nó không có đóng băng á thì cái con này mình farm tầm khoảng là chưa đầy 1 phút là đã xong, còn từ giờ các anh em thấy không, một cái thời gian cực kỳ lâu. Và cuối cùng thì mình cũng đã làm được một cái nhiệm vụ thành công. Thì tiếp theo đó anh em phải về một cái map là Curry để mà mình giao nốt cái nhiệm vụ cuối cùng. Bước qua Curry thì chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt, làm nhiệm vụ thành công không còn đợi làm gì được nữa, và tiếp tục là chúng ta sẽ có một cái điểm master. Và khi chúng ta đã làm hết những cái nhiệm vụ xong thì kích hoạt cái điểm master thì nó sẽ hiện lên. Ở đây là chưa có cái điểm nào hết nha anh em, không có điểm nào để chúng ta cộng được. Và hiện tại master bây giờ đó thì các anh em muốn treo cũng là cực kỳ khó khăn, nhưng mà cũng không sao anh em, có đỡ hơn không. Làm nhiệm vụ xong thì phải treo master. Thì khi mà chúng ta qua một ngày mới, các anh em có thể là chạy mắc reset nhanh nhất có thể rồi mình treo lên level 400 rồi tiếp tục cài master tiếp nha anh em. Và clip của mình hướng dẫn cho các anh em làm nhiệm vụ là 380 và nhiệm vụ 400 sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha. Cực kỳ là khó khăn anh em ạ. À, các anh em hãy farm cho mình cái level cao nhất có thể, có một cái lượng chống đỡ tốt nhất, đam to nhất và HP nhiều nhất, rồi các anh em hãy làm nha. Vì đây là mình sẽ làm sớm đó cho các anh em đợi bắt kịp.